anh em nhá. Rồi bên em máy cày hôm nay tiếp tục cập nhật lô máy mới 185, 225, 225 trợ lực bách cơ số cơ là 220, là 1255, là 1235, 255, là 120, là 128, là 126, là 118, 118, là 240. Mới 245 bên cơ số cơ, 215 bên cơ số cơ, GL 260 cơ, 28 cơ, 300 cơ, 25 cơ, nó sẽ đẹp. Đây để bọn em đang mà AF330 như mới luôn. Hôm trước chạy của Vương Dung 76 thoải mái luôn. Bên em là máy cày Hùng Loan, công ty Hùng Loan, địa chỉ thì trên dây câu Đồng Hỷ, Thái Nguyên, điện thoại 0988 579 689. Cảm ơn bà con đăng ký và thích video nhé, cập nhật video tiếp theo.